tiếc quá mọi người ơi, tụi mình đi hơi trễ xíu nên là bây giờ cô không có đủ nguyên liệu để nấu lẩu mắm. Bây giờ thì cô đang có nấu các món khác, mình cùng vô xem thử ha. Hôm qua tụi mình đến nhưng mà trễ quá, cái thành ra nguyên liệu đồ hết trơn rồi, nên hôm nay cùng tụi mình quay lại để khám phá món lẩu mắm nổi tiếng ở quán Bảy Bông nha mọi người. Wow, một cái thùng nhiều hải sản đó mọi người. Đây là mình mới mận từ sáng luôn hả? Bông lau kìa mọi người đó. Bông lau thì bông lau với bông thường, bông lau với cá lăng, cá ba sa thì cái nào ngon hơn chị? Cái bông lau nó khác hơn, tại bông lau chứ mấy trăm ngàn nè ha. À bông lau vậy, bông lau xịn hơn xíu. Bông lau mấy trăm ngàn nè. Tại cái lẩu bông lau nó mắc hơn, mấy trăm ngàn một lẩu. À cho em cái lẩu bông lau ấy. Rồi để ăn một cái lẩu mắm thì bây giờ mình có rau muống hả chị? Rau muống nè. Hẹ. Hẹ nè. Rau nhút. Đậu gầm. À, có đậu rồng luôn hả chị? Có, ok. À, có đậu rồng luôn mọi người. Dạ. Bắp chuối luôn nha. Bắp chuối. À, tươi quá. Cái này mình mới sắc hồi sáng luôn hả chị? À, rất là tươi luôn mọi người, nhìn thấy cọng màu xanh mướt à. Có đậu rồng nữa, hồi đó giờ chưa ăn lẩu mắm mà có đậu rồng luôn á. Em ăn luôn, yeah. Em cảm thấy thế nào? Có hẹ nữa luôn đúng không chị? Hẹ đầy đủ. À, có giá. Ở đây cô sẽ phân cho mình ra từng phần, từng khu, từng loại rau riêng nha mọi người. Cùng nèo rau đắng luôn. Kêu này. Lục bình lá dứa luôn. À, nhiều loại rau ghê luôn á. 1, 2, 3, 4 loại rau, thêm bông súng nữa là 5 cái luôn. 5 loại. Bán kiểu này nhiều rau quá vậy sao lời cô? Nói chung là mình cảm thấy số lượng nó ngon hoặc là sao? Rồi, kiểu nèo. Toàn là loại rau đặc sản miền Tây ở đây nhiều. Rau sống, xà lách ở đây. À là mình ăn mắm mình còn rau xà lách nữa hả cô? Nhưng mình muốn ăn thì cứ ăn vậy đó. À mình bỏ thêm vô đúng không? Ừ. À ừ, nãy mấy em quay hình cấp điện luôn. À, bông điên điển vô nữa. Hai dĩa ăn nghe được. Ừ. Cho vài lát ớt rồi ba. Chị thường thường nếu mà mọi người lại mua thì cũng là hai dĩa hay là một dĩa cô? Một dĩa em. À, một dĩa, một cái lẩu đi kèm một dĩa thôi nha mọi người. Một dĩa, nhưng mà khách sinh thì mình cho thêm ha. Dạ. Có ớt vô nữa. Hơi bị đẹp luôn nha, màu vàng, màu xanh, màu đỏ rồi, bắt mắt ghê luôn mọi người. Đẹp quá. Đây. Cái lẩu của mình sẽ có hai khứa cá bông lau, hai khứa cá lăng. Đây lăng. Đây là bông lau. Đây, cá bông lau, cá bông lau. Rồi, thì đầu rồi giờ chị chặt cá đúng không? Đầu tiên chị chặt cá nha mọi người. Mình chặt cả từng khứa chứ mình không để nguyên khứa ăn hả chị? À. 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 Mình sẽ chặt ra từng khứa mình xào ra. Tại vì tại vì em sợ là khi mình xào ra nó chín cái nó bị bể con cá đó chị. À vậy là không có bể luôn. À, cá nhìn thật rất là tươi mọi người. Giờ chị sẽ bắt đầu mở lửa lên. Cho một xíu dầu vô. Rồi hành tỏi để phi lên cho thơm nè. Cho xả vô luôn. Chết rồi. Đây đọc hết công thức của chị rồi, lộ hết công thức rồi. Đó, thơm lắm mọi người ơi. Đứng kế bên rất là thơm luôn. Rồi giờ chị sẽ đổ hết cái thau nguyên liệu vô nha mọi người. Có một cái thau thì mình sẽ có đầy đủ là cà tím nè, cá,
mực với tôm vô luôn, chả nữa. Chảo chất lượng mọi người, đầy đủ nguyên liệu luôn. Chị gậy săn thịt ha, chứ cái phần đổ mắm vô, chị nêm miếng gia vị. Xào trước, không xào cho săn thịt. Ừ, chị xào cho thơm rồi. Đổ mắm là lúc nào mình phải xào trước nghỉ chưa á. Còn cái nước dùng mình ăn chút nữa là mình đổ thêm vô sau hả chị? Ừ, rồi chị làm cho em coi ha. Dạ. Rồi mình xào là cỡ bao nhiêu lâu thì bắt đầu thấy ok chị? Xào cả 5 phút không chị? Rồi khi xào xong thì chị sẽ lấy cái mắm, mắm đã được lọc sơ xét ra hết rồi, còn nước thôi, nước cốt thôi. Còn nước cốt thì chị sẽ bắt đầu đổ vô đây để xào tiếp tục luôn. Hôm nay mình sử dụng mắm gì hả chị? À, mình xài tức nhiều loại mắm đó mình trộn lại luôn đúng không? Sau đó mình sẽ lọc, dắt cái nước cốt ra, mình cho vô đây. Nêm nếm gia vị. Giờ nêm nếm gia vị nè mọi người. Có đường, cho đường, bột ngọt. Đây hơi nhiều đường một xíu nè mọi người. Lỏng. Dạ. Dạ. Giờ mình nấu lên cỡ trong bao lâu nữa thì được hả chị? Nó sôi lên chỉ nước bột và miếng đồng chị nước rồi ha. Dạ. Sôi lên rồi mình vớt bọt ra. Nếu em không cho nước thì nó không thể ăn được. Dạ. Chị đem mấy giá nước mắm là mấy giá nước đó. Nó có liều có lượng cho mình hết trơn á. Dạ, rồi mình cho nước vô. Ừ. Xả này nè. Nấu gì mình có cách nào để giúp cho lẩu mắm nó không có mùi tanh không chị? Có bí quyết nào không? Đã chị là khử cá ha, đầy đủ ha, rồi nói chung là xả với tỏi là em nó đã cháy, nó vàng, nó thơm rồi ha. À vậy là không còn mùi tanh nữa. Rồi không còn mùi tanh nữa, mắm mình đã vô rồi, mình nêm nếm sẵn rồi, mình ra ngoài mình có để tỏi phi vô nữa nè ha. À. Rồi ok, rồi mình để ớt vô, mình chỉ trụng rồi mình ăn, cái rau là rất là ngon. Dạ, vậy là yên tâm 100% luôn ha. Yên tâm 100%, chị bán này lẩu mắm là ok mà. Bán đó giờ mà. Cá bắt đầu săn lại kìa mọi người. Cá bắt đầu săn lại đó. Tôm cũng chín rồi. Ừ. Rồi bắt đầu chị ra lẩu. Thường một cái lẩu mắm như vậy thì mình bán bao nhiêu hả chị? À, tùy theo, tại vì ở ngoài nó có cái giá cả nó ngoài em. À. Lẩu mắm khác, à lẩu có bột lau khác, hay lẩu có lăng khác, nhà lẩu có bà ta khác. Nói chung là nó có nhiều cái giá lắm em. Yeah. Chứ không phải là nó một giá một. Vậy là bông lau là mắc nhất ha. Đúng rồi, bông lau là mắc nhất. Tại vì bông lau tính như một ký mấy trăm ngàn nha. Mình mặn, mình trụng nước sôi rồi mình bỏ đủ thứ hết trơn. Yeah. Bởi chi phí mình nấu, công thức mình nữa, còn đồ đạc mình nêm nếm nữa. Yeah. Rồi giờ chị sẽ vớt bọt nha mọi người. Chị vớt bọt rồi bắt đầu chị bóc ra lẩu nè. Yeah. Chị tính ra một cái lúc mình quá trình mình nấu lẩu mắm cũng không có lâu ha chị, cũng nhanh. Cũng nhanh. Dạ. Cho chị mượn muỗng nhỏ chị thử chút coi lọc. Đây cái bếp bầu để sẵn bạn. Nghe rồi, nghe rồi. Có chưa? Nói là chưa, chị mượn muỗng nhỏ nha. Rồi, cảm ơn em nha. Sáng lúc này lúc tụi em vô là chị vừa chuẩn bị xong luôn hả? Chị mới bánh mắm xong, chị mới bánh mắm xong á, 5 phút vừa mới xong á. Nói rồi. Quá. Tụi mình này hôm qua không quay được của mọi người nên là hôm nay gán tranh thủ vô quay luôn. Mà lúc chị vừa dọn đồ xong hết luôn. Dạ. Thêm một xíu bột ngọt nữa.
tại vì mắm nó là có chất bảo. Dạ. Rồi giờ mình sẽ múc ra cái nồi lẩu nè. Múc cái nồi lẩu cho các em nè. À, thơm lắm luôn. Có này. À, anh Thiện. À, cá. Tôm, mực, chả, dạ. Hơi gội đầy đủ cho em. Dạ. Cái lẩu mắm lúc nào vậy được, cũng phải đầy đủ nó mới ngon. Còn nếu nữa thiếu một món thì nó không có ngon. Thường thường em thấy người ta có bỏ vô heo quay vô chị thì của mình rồi. Heo quay là cái đó là tùy theo khách nó đem theo. Chứ quán mà mình không có heo quay. À. Còn hồi đó về lẩu mắm truyền thống mà mình không có heo quay luôn. Không cần không. Lẩu truyền thống không có heo quay. Là khách lỡ ăn là như là người ta đem lại, có nhiều khi người ta kêu cái người ta đi mua heo quay ta ăn nữa. Nó vẫn có bình thường. À thì ra lẩu mắm truyền thống không có heo quay nha mọi người. Ừ. Mình chỉ có những cái loại như là thịt ba rọi nè, cà nè, cá, tôm với mực. Chị mới mần xong đó, chị mới bắt nước mặn hai cái lăng với con cá lau đó. Yeah. Mặn tôm, mực, cá, nói chung mớ đem vô mớ mặn rồi 5 phút rồi chị thắc mắm rồi đó đem vô tới luôn đó. Tội chứ quá tụi em gấm quá rồi. Kệ đâu có một lần phải hoài đó mấy em. Dạ. Tụi em ăn ngon rồi em muốn tụi em xuống ăn nữa. Em cũng lúc ở trên Sài Gòn em nghe quán chị cũng nổi tiếng lắm rồi. Hôm nay xuống nhất định phải ăn thử một lần. Vậy là xong hả chị? Rồi xong rồi. Mình có chế thêm nước vô không ha? Không. Chế nó không ngon mấy em. Tại vì em thấy ăn bún mà mình hơi vậy hơi ít nước quá không chị? Nếu ấy nữa thì nếu mà khách mà ăn cảm thấy ngon mà hết mắm ha, hết dạ. Nước không là vô rồi là chị cho liền, chị làm mắm khác chị cho. À. Chứ chị không có đụng nước lạnh nữa, chị làm món khác chị cho liền. À dạ. À vậy là bạn nào mà ăn khoái ăn hấp nước không mọi người thì hết nước cứ vô xin thoải mái nha. Xin thoải mái ok. Rồi dạ. Ta-da! Sau một ngày chờ đợi mòn mỏi thì bây giờ mình cũng đã có được cái nồi lẩu mắm rồi mọi người. Rất là nhiều nguyên liệu luôn. Thôi bây giờ mình ra thưởng thức luôn ha. Đi thôi. Không? Rồi. Giữ đúng lời hứa với lại cô chủ quán tối ngày hôm qua. Đúng rồi. Thì sáng ngày hôm nay đúng 10 giờ đúng gõ chung cái bông là tụi mình để có mặt tại quán. 7 bông. Đúng. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy không? Mặc dù hôm nay ở Châu Đốc đang bị cúp điện nhưng mà rất là nhiều khách luôn mọi người. Ý là cô chủ cũng nói là ra lai rai sương sương thôi. Không thấy một con chỗ nào á. Đó, quán quên bạn. Rồi, bởi vậy bảy nói là cái món ở cô bảy bồng rất là có sức hút với khách hàng ha. Thì bây giờ đây là cái món mà tụi mình nhất định phải ăn khi đến Châu Đốc, đó là lẩu mắm. Lẩu mắm và ở bảy bồng mọi người. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình ăn nha. Ok, mở lửa lên chưa ta? Hết lửa rồi, bây giờ có nên xin lửa không? Xin lửa thêm đi. Anh ơi, anh cho em xin thêm miếng cồn. Xin miếng cồn nữa đi. Để xuống. Đợi, bây giờ là tụi mình sẽ đợi anh. Để. Bây giờ mình sẽ đợi anh. Đem cồn lại. Kêu anh đứng lên, anh đứng lên. Em dắt lên. Anh qua vô. Anh cứ vô đi. Anh rồi, để vô giúp em nha. Rồi anh để còn vô giùm ha. Ủa không nóng à? Nãy giờ tụi mình có quay đó mọi người nên là cũng hết còn rồi. Bây giờ mình châm thêm vô. Đúng rồi, cái món này phải ăn nóng nóng á. Nghe cái mùi nóng nó cũng hơi nồng. Đúng rồi. Ê, cảm ơn anh. Rồi, giờ mình bắt đầu mở lên. Và bây giờ em cho rau cho gì vô chén trước đi. Không, mình cho bún vô trước. Ừ. Đây. Đây nè. Đây là cái dĩa rau mà lúc sáng cô đã chuẩn bị cho tụi mình. Đó rất là đầy đủ luôn. Rất nhiều loại rau lạ mà kiểu là đặc trưng của miền Tây á, chị không biết luôn. Có những món rau trên Sài Gòn em đã ăn lẩu mắm rồi nhưng mà chưa từng thấy bao giờ luôn. Chưa từng thấy ở đây. Hồi nãy là tụi mình có nghe là có rau dừa, rau dừa, rau muống, rau đắng, chuối bào. Cái này là nè, ngó sen. Ngó sen, xong rồi kèo nèo. Xong rồi cái này là điên điển. Đúng rồi, đặc sản miền Tây mọi người, bông điên điển. Rồi cái này là bông kèo nèo. Cái này là bông điên điển gì đó. Rồi rau nhúc. Rau nhúc là cái rau này nè, đúng không ta? Đúng rồi chị. Rau nhúc rồi rau đắng kiểu gì đó. Rồi thì cái lẩu này cô cũng ưu ái cho tụi mình là làm lẩu cá gì? Cá lăng. Cá lăng với một cá nữa là cá bông lao. Cái này là cá bông lao, lẩu cá bông lao. Cá lăng luôn hai cái. Hai loại vô trong một bột. Cô cũng nhắc cho mình để mình ăn thử coi cá nào ngon hơn. Rồi thôi bây giờ lẩu cũng sôi rồi kìa. Mày múc đi, em không ăn gạo hả?
Rồi, không thường thường hình mình phải nhúng rau vô đây. À, nè, đây, tụi mình cũng phải nhúng rồi nè. Đó. Rồi, rồi, các bạn. Đây. À, có cả đậu rồng ăn cúng với lẩu nữa nha, lần đầu tiên mình thấy nữa. Đó, gấp vô đây chị. Chị chen cho em, chen cho nè. Được rồi, chị là làm sẵn một chén này mọi người. Đây, một chén của mình. Thì trong nồi lẩu này sẽ có gì nữa không? Trong nồi lẩu à, theo lúc nãy mà em tìm hiểu á, thì trong một nồi lẩu mình sẽ có đầu tiên là cá, là các gì cá nè, rồi tôm, rồi chả cá thịt lát, cà tím, và một món không thể thiếu nữa chính là thịt ba rọi mọi người. Ba rọi đây đó, rất là đầy đủ nguyên liệu luôn. Rồi ok, thôi bây giờ mình ăn đi. Tăng thử đi chị. Mắm rất là thơm luôn á mọi người. Đây là miếng cá. Thì lúc đầu á, cá nó rất là chắc thịt luôn á mọi người. Bây giờ mà bỏ lên bếp á, nó hơi bị bở ra, nó hơi bị nhũng thịt ra đó. Tại vì nãy mình cũng nấu hơi lâu. Bỏ lên bếp nãy giờ lâu rồi. Ngon quá. Cái nước nó mặn nhẹ nè, nó hơi ngọt. Theo em thấy có hơi ngọt xíu. Thì mình cũng không có bất ngờ gì mọi người, tại vì ở đây là miền Tây mà. Nó sẽ động lại cái vị ngọt sau cùng ở trong cổ họng của mình đó, đúng không? Nhưng đặc biệt là một hồi cái vị xả đó, đúng rồi. Nó tràn ngập hết nồi lẩu luôn. Mình ăn vô mình không cảm thấy cái vị mắm nó bị tanh. Cá cũng không thể tanh luôn. Bây giờ mình ăn thử topping đi chị. Đây là một con tôm. Vậy thì em sẽ ăn một miếng thịt ba đỏ trước. Đây cái đó là cá. Cá đây, hả? Thịt hả? Đây đây thịt ba đỏ. Rồi thì ở đây mình sẽ chấm về nước mắm. Hoặc là nước mắm mèo. Mắm mèo, nước mắm mà dạ. Mắm mèo. Em sẽ ăn nước mắm bình thường. Nước mắm mèo nó rất là chợt. Mọi người con tôm nó chắc thịt lắm. Con thịt thịt bao rọi mọi người, nhưng mà rất là mỡ, rất là vừa mỡ với da, rất là vừa da thì mình cảm thấy dai nè, mỡ không bị béo, thịt thì ngon lắm. Thịt thì nó không có bị quá nạt quá. Đây là một miếng cá, miếng cá đã được cắt rồi, cắt khứa khứa khúc khúc rồi cắt nhỏ nhỏ lên nữa. Đây như cá này là cá không lao, không lao hả? Đúng rồi, giờ bỏ vô nồi cũng không biết là phân biệt cá nào với cá nào hết trơn á. Thì hàng như nãy cá bông lao cái khứa nó to hơn. Đây là cái bông lao, chị em kiếm thử cái cá lăng nữa không? Cá lăng thì nó sẽ có mỡ hay ta? Rồi rồi. Bây giờ nó cũng hơi bấy hết rồi mọi người. Đây là hình như cái này. Nó sẽ có một cái phần mỡ mỡ. Hay cái lưng, cái bụng cá. Thì thường á, mọi người sẽ ít ăn cái phần mỡ, nhưng cái phần mỡ là cái phần béo. Còn mỡ nó béo béo. Nếu mà bạn nào ăn được mỡ, mình chỉ cần một chén nước mắm trắng, bỏ thêm ớt vô thôi, chấm là nhức nách luôn. Mỡ cá ngon mà, mỡ đúng cá rồi. Nó cũng không, ý là nó cũng sẽ tốt hơn. Nó thật rất là... Nó không có bị tích tụ nhiều chất béo gì. Rồi đây, đây là miếng cá. Cá, quên nè. Cá bông lau. Cá bông lau. Còn cá lăng của em, ăn thịt mặc dù là nó rẻ rẻ tiền hơn cá bông lau, nhưng mà ăn rất là ngon, bởi vì cá tươi á chị. Cá tươi mình ăn vô thịt rất là mềm rồi. Cá nó rất là tươi, ăn vô là cái miếng thịt nó sẽ, khi mà mình gặm lại á, cái miếng thịt nó sẽ rẽ ra trong miệng mình, đồng thời là cái thịt nước ngọt của cá nó cũng theo đó mà nó tiết ra luôn, rất là ngon. Thịt nó ngon quá mọi người, nó rất là chắc thịt đó, ít xương nữa. Quan trọng là ít xương á. Hồi đó em cũng không thích cá một xíu, nhưng mà tự nhiên là từ lúc này các em cảm thấy cá nó ăn ngon. Cá nấu với lẩu mắm rất là ngon luôn. Ở miền Tây mọi người rất là thích ăn cá là như vậy á. Rồi, giờ em thử biết miếng chả cá thác bát. Với lại là về miền Tây mọi người, mình kiểu như nhé, mình ăn những cái món gì mình cũng không có sợ là kiểu như đồ người ta độn bột vô chị như chả cá nè. Đúng rồi, tại nhà có sẵn. Xứ cá rồi. Đúng rồi, xứ cá. Chị cũng muốn ăn cái chả cá thác bát đó. Ở trong đây còn có cả cái này là cà tím. Cà tím, không biết ăn cà tím. Chả cá thác bát đây. Cái cục nó mà có cá to luôn. Một cục chả cá bự luôn nha. Sao em thấy chả cá nó làm sao? Dai, rất là dai, mềm. Dai mềm với vị có cái ướp mình có thêm tiêu nữa. Ăn nó có nồng nồng một xíu, nhưng mà nhờ vậy chả cá nó dậy cái mùi thơm hơn.
chị nghe mùi rất là mùi cá, với lại có cả mùi nước mắm. Giống như là có mùi nước mắm. À, chỉ có nêm miếng một xíu. Nên nó sẽ có hơi vị mặn mặn. Ngoài ra nha mọi người, còn có mực nữa. Để em thấy vậy miếng mực ha. Đây. Mực đây. Cái nồi lẩu mắm hải sản luôn hả anh? Vừa có tôm, vừa có mực. Nồi lẩu này phải gọi đúng tên, nồi lẩu mắm thập cẩm. Nồi mắm không cá hả? Ngon quá không? Cái này dài luôn á. Tức là mỗi buổi tháng cô đều lấy hàng mới về á mọi người. Hay là cái độ tươi ngon mà không cần bàn cãi luôn á. Nó lại ở chi nhánh này mọi người. Đi ra chợ mà chỗ chợ chợ Châu Đốc. Dạ, Châu Đốc ngay đây rất là gần luôn. Đi khoảng 5 phút là tới à. Và cái chợ Châu Đốc bán hải sản đó mọi người, nó nằm kế bên cái sông. Em nghĩ từ cái khâu mình lấy cá lên từ cái sông để mình bỏ vô chợ ra đây nó cũng rất là nhanh, nó không tốn nhiều thời gian. Rồi ok, nhà mình ăn xong rồi thì một cái phần lẩu này cũng tầm 200 ngàn. Hơn chị. Em thấy trong đây lẩu mắm thôi đã 400 rồi. À. Rất là nhiều loại. Lẩu mắm cá. Không, một loại lẩu mắm 400 thôi. Thì cái phần rẻ nhất của cái lẩu mắm này đã là 400 ngàn. Nhưng mà một cái nồi này mình có thể chia được nguyên một gia đình, một đại gia đình ăn. Đây là 5-6 người ăn. Rất là nhiều. Lại phần nguyên liệu cũng rất là chất lượng. Đúng rồi. Vì cái nguyên liệu nó rất là lượng như là vì cái nguyên liệu rất là chất lượng nên là giá tầm giá này là rất hợp lý luôn nha mọi người. Thì thôi cũng chưa rồi, chưa rồi. Vé cô 10 giờ thì giờ cũng chưa rồi, cũng ekip phía đằng sau cũng đang rất là đói rồi, dài rồi luôn. Và cái clip này thì kéo từ tối qua đến sáng hôm nay cũng quá là dài rồi, nên là mình phải tranh thủ ăn lẹ để có thể nhường chỗ cho khách khác. Và mấy xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở cái video tiếp theo trong hành trình đi An Giang của mình nha. Bye bye, bye.